Xin chào bạn, trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Và cái sản phẩm này mình mua tại hệ thống Hoàng Hà với mức giá chỉ 3 triệu 650 ngàn thôi bạn. Một cái máy tính bảng có thương hiệu mà có mức giá cũng khá là mềm. Và đây là cái phần thiết kế bên ngoài của hộp nè. Và mình sẽ cùng với các bạn mở hộp và trên tay sản phẩm này nha. Để xem coi là với cái tầm giá 3 triệu hơn đó thì mình sẽ có được cái gì nha các bạn. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp sản phẩm ra. Và ở trong đây mình sẽ có một cái máy tính bảng được bỏ trong một cái túi vải. Tiếp theo thì mình sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nè. Rồi que chụp sim nè. Rồi một cái củ sạc nè. Và củ sạc này nó có cái đầu ra tối đa là 7,8W thôi các bạn. Mặc dù cái máy này mình tìm hiểu thì nó hỗ trợ sạc lên đến 15W. Và sau cùng thì mình sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB to Type-C. Rồi quay trở lại với cái chiếc Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Và đây là một chiếc máy tính bảng rất là nhỏ nhắn xinh xắn các bạn. Mặc dù kích thước màn hình của nó là 8.7 inch, tuy nhiên thì cái cảm giác cầm nắm của nó rất là thoải mái luôn nè. Và cái mặt lưng này được hoàn thiện bằng nhôm, do đó nó cho một cảm giác rất là sang trọng. Và nó sẽ có một cái cảm giác lạnh lạnh khi các bạn sử dụng nó trong cái phòng máy lạnh. Và ở phía dưới này như là nhựa nha các bạn, chỉ có phần khung là nhôm thôi nè. Và ở góc trái thì mình sẽ có một cái camera, ở giữa thì mình sẽ gửi Samsung, và phía dưới này là cái email của máy. Và cái dòng sản phẩm A7 Lite này nó có hai màu là màu bạc và màu xám. Cái bản mình cầm trên tay nó chính là cái màu xám các bạn. Bản màu bạc thì bên hệ thống họ không còn. Tuy nhiên thì mình thấy nhiều người mở bản màu bạc rồi, nên mình sẽ mở cái bản màu xám để cho các bạn tiện theo dõi nha. Và đây là cái phần khuôn viên của chiếc A7 Lite. Và đây là cạnh phải. Cạnh phải thì mình sẽ có một cái nút ở đây, một cái nút tăng giảm âm lượng, cái nút nguồn. Ở phần đỉnh thì mình sẽ có một cái loa. Rồi ở cạnh trái thì mình sẽ có một cái khay sim. Và cái máy này nó hỗ trợ các bạn là một sim, một thẻ nhớ nha. Ở đây là cạnh dưới thì mình sẽ có một cái loa, rồi một cái mic, một cái lỗ Type-C và một cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Và đây là cái màn hình của cái chiếc Samsung Galaxy A7 Lite. Sau khi mà mình đã khởi động xong, và mình nhận thấy cái quá trình khởi động của nó hơi bị lâu nha các bạn. Lý do có thể là do cái con vi xử lý của nó không có được mạnh mẽ. Và nếu mà cái phần mặt lưng á, mình ấn tượng thiết kế bao nhiêu á, thì cái phần màn hình thì mình thấy hơi bị hụt hẳn tí xíu. Lý do là nó là một cái màn hình được trang bị cái tấm nền TFT LCD, chứ không phải là IPS hay là AMOLED. Đó là cái điểm mà mình thấy hơi tiếc. Và cái màn hình này nó có kích thước là 8.7 inch, độ phân giải là 800x1340. Tuy cái tấm nền của nó là TFT, tuy nhiên mà mình thử đem ra ngoài trời để sử dụng thì mình thấy nó vẫn hiển thị khá là tốt nha các bạn. Về cấu hình phần cứng á, thì Samsung Galaxy Tab A7 Lite được trang bị một con chip đến từ MediaTek, đó chính là con Helio P22T. Và con chip này được sản xuất trên cái tiến trình là 12 nanomet. Máy cũng được cài đặt sẵn Android Nano 11, cùng với đó là cái giao diện One UI mới nhất của Samsung, đó chính là One UI 3.1. Và cái máy của mình nó có dung lượng RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Về pin thì Samsung Galaxy Tab A7 Lite được trang bị một pin. Pin này có dung lượng là 5100mAh. Cùng với đó là nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 15W. Tuy nhiên cái củ sạc kèm theo máy thì mình thấy công suất tối đa của nó chỉ là 7,8W thôi. Về cái trải nghiệm âm thanh thì Samsung Galaxy Tab A7 Lite được trang bị một hệ thống loa kép. Và cái chất lượng âm thanh mình thấy nó cũng khá là ổn nha bạn. Đây mình sẽ mở thử bài nhạc cho bạn nghe nè. Âm thanh nó rất là có chiều sâu. Mình sẽ mở cái âm lượng hết mức luôn nha.
Về cái khả năng bảo mật thiết bị thì Samsung Galaxy Tab A7 Lite được trang bị một cái công nghệ nhận dạng gương mặt. Và mình nhận thấy thì nó cũng nhận dạng có độ trễ nhất định nha các bạn, chứ nó không có nhạy. Để mình mở thử cho các bạn xem nè. Tuy nhiên với một cái chiếc máy tính bảng giá rẻ thì các bạn không thể nào mong chờ gì hơn đâu. Về cái khả năng chụp ảnh trên cái chiếc Samsung Galaxy Tab A7 Lite thì mình đánh giá nó ở mức chấp nhận được thôi. Tức là các bạn chụp rồi để up lên Facebook, Zalo. Và đây là cái điểm số mà mình đánh giá bằng cái phần mềm AnTuTu phiên bản 9.0.8. Số điểm cũng khá là thấp các bạn. Điều này là tất yếu thôi, tại vì con vi xử lý của nó là cũng không có mạnh lên mấy. Do đó cái kết quả này là mình thấy cũng bình thường, không có cái gì ngạc nhiên cả. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái chiếc Samsung Galaxy Tab A7 Lite, một cái sản phẩm máy tính bảng giá rẻ đến từ Samsung. Và tổng hợp lại thì mình thấy đây là một cái máy tính bảng phù hợp với những bạn nào mà cần một cái thiết bị nhỏ gọn nhưng mà có một cái màn hình vừa đủ lớn để mình có thể trải nghiệm lướt web rồi lướt Facebook hay là sử dụng Zalo, hoặc là nó hỗ trợ công nghệ 4G. Do đó các bạn có thể gắn SIM 4G vào để mình sử dụng Internet khi mà mình đi đến những cái nơi mà nó không có phủ sóng wifi chẳng hạn. Và tất nhiên với cái tầm giá này thì các bạn không thể nào mà đòi hỏi một cái máy tính bảng nó phải mạnh mẽ như những cái dòng mà tầm 6 7 8 triệu được. Do đó đây là những cái dòng giá rẻ phù hợp với những bạn có những cái nhu cầu nó không có cao lắm, nhất là những nhu cầu mà chơi game thì nó sẽ khó đáp ứng được. Tuy nhiên với cái nhu cầu lướt web rồi lướt YouTube hay là sử dụng mạng xã hội hoặc là sử dụng để học online thì mình nghĩ là cái máy tính bảng này nó có thể đáp ứng được các nhu cầu của các bạn. Riêng những bạn nào mà có nhu cầu chơi game, đặc biệt là những cái game nặng thì các bạn nên tìm những cái dòng máy tính bảng cao hơn để mình có những cái trải nghiệm nó tốt hơn. Và cái link mua hàng sản phẩm này mình cũng ghi bên dưới video clip này luôn. Các bạn nào cần thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nha. Rồi, video clip của mình đã xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.